Yo, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình nhé. Thì hôm nay là có dịp mình đang ở khách sạn Vinpearl Luxury Landmark 81 tầng. Thì nay mình sẽ quay sơ cho các bạn xem về cảnh quan ở trên đây, cái nhìn xuống dưới như thế nào. Cái này thì mình cũng chuyến đi này mình cũng không rảnh lắm nên mình sẽ quay sơ sơ cho các bạn xem thôi. Bây giờ thì mời các bạn cùng xem những cái thước video mình quay được trên Vinpearl Luxury Landmark 81 tầng nha.